Xuân Hồng xin chào tái ngộ đến tất cả các bạn đang xem cái show Lửa Hồng. Và hôm nay Xuân Hồng với các bạn lại vào bếp nữa rồi. Chúng ta làm một món ăn ngọt nữa. Món này khi Xuân Hồng nói ra các bạn sẽ rất là thích. Đó là món xôi cứt. Xin mời các bạn vào bếp. Các bạn thân mến, người Việt Nam mình là cơm với lại xôi, gạo với nếp và cái thực phẩm chính, phải không nè? Nói đến xôi, đến cơm là người Việt Nam mình ai cũng phải ăn hàng ngày hết. Cơm là ăn hàng ngày rồi, nhưng mà xôi trong những dịp lễ, dịp Tết hoặc là tiệc tùng thì thường thường chúng ta có những cái món xôi như là xôi vò nè, xôi cứt nè, xôi đậu xanh, xôi lá dứa, rồi xôi nếp than, không biết bao nhiêu xôi làm từ gạo nếp ra, phải không nè? Và sau khi những cái món xôi của Xuân Hồng phát lên đài truyền hình, các bạn yêu cầu nhiều lắm, giống như xôi nếp than của Xuân Hồng. Khi Xuân Hồng phát lên đài truyền hình rồi cả hai đài truyền hình đều các bạn đều nói là ồ ngon quá, mấy em làm ra mà ngon hơn là mình đi mua ở ngoài tiệm về nữa. Rồi xôi sầu riêng cũng vậy, mỗi một loại xôi nó có một cái loại ngon riêng, có một cái vị ngon, có một cái đặc trưng riêng. Và hôm nay Xuân Hồng lại hân hạnh giới thiệu với các bạn món xôi gọi là xôi cứt. Xôi cứt này đó không biết anh Minh với các bạn sao, chứ Xuân Hồng biết là cái xôi cứt người ta thường thường đãi trong đám hỏi, đám cưới và Tết, phải không em? Dạ. Tết nguyên đán của người Việt Nam mình đều có món xôi cứt này. Tại sao? Tại sao cái xôi cứt mà phải có người ta thường đãi trong đám hỏi, thường thường đãi trong đám cưới, thường thường đãi trong Tết? Anh Minh có biết tại sao, lý do không? Em đoán là có thể là màu đỏ thì tượng trưng cho cái gì đó nó hay hay. Nó may mắn. Đúng rồi, anh Minh có cái idea rất là đúng các bạn. Tại vì cái xôi cứt nó có cái màu đỏ âu, đẹp ơi là đẹp. Cái màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, sự hạnh phúc, sự phồn vinh và thịnh vượng, đúng không nè? Cho nên là trong những dịp đám hỏi, đám cưới, các cụ thường tổ chức đám hỏi, đám cưới cho các con thường có xôi cứt. Và nhà trai thì thường bưng xôi cứt đến nhà gái, phải không em? Để hỏi vợ cho con trai mình. Đám cưới cũng vậy. Và trên cái mâm xôi cứt là bao giờ cũng có con gà luộc. Đúng rồi. Còn ngày Tết, nguyên đán Việt Nam mình cũng có xôi cứt để cúng ông bà. Để là mình cầu mong, mình cầu xin một cái sự may mắn cho cả một năm, phải không em? Thì thường là cúng xôi cứt trên bàn thờ để cầu cho sự may mắn, sự hạnh phúc đến nguyên một năm luôn. Thì hôm nay không phải ngày Tết, cũng không phải đám hỏi, đám cưới gì, nhưng mà Xuân Hồng với các bạn lại làm món xôi cứt này. Đây là 3 cup rưỡi nếp. 3 cup rưỡi nếp Xuân Hồng đã vo sạch sẽ, ngâm qua đêm để ráo như thế này. Rồi bây giờ Xuân Hồng để qua một bên. Và nói xôi cứt thì không thể nào thiếu cứt được. Các bạn có thể mua một trái cứt đông lạnh. Ở bên này Xuân Hồng thấy nhiều chợ bán cứt đông lạnh lắm. Và Xuân Hồng đã giới thiệu món xôi cứt này lên một đài truyền hình khác. Thì Xuân Hồng dùng nguyên một trái cứt đông lạnh có trọng lượng khoảng 2-3 pound. Về mình để cho tan đá, mình khui cái hột cứt đó ra rồi mình cũng bỏ vào tô. Rồi mình đánh tan cái thịt của cơm cứt đó với lại rượu. Thì cũng nấu cái xôi cứt ra. Nhưng mà hôm qua Xuân Hồng đi chợ lại không, người ta không còn bán nguyên trái nữa, mà người ta đã có bán cái loại là thịt cứt, người ta đã lấy ra rồi. Người ta bỏ cái hạt đi, người ta bỏ vào từng lon như thế này. Thì Xuân Hồng cũng đã nấu thử bằng cái này rồi, cũng ngon lắm các bạn. Người ta cũng dùng từ cứt, cứt tươi, cứt thiệt tình á, ra rồi người ta khui thịt ra, người ta bỏ đỏ hạt đi rồi. Thì nói chung là các bạn dùng nguyên trái cứt cũng được, dùng cái thịt cứt như Xuân Hồng mua ngày hôm nay cũng được, cách nào cũng được hết nha. Mà nếu các bạn dùng nguyên trái cứt thì các bạn dùng trái cứt có trọng lượng 2-3 pound. Còn nếu mà dùng cái thịt cứt nó khui ra như thế này, nó đã làm sẵn rồi, thì chúng ta dùng 2 lon như thế này. Mỗi lon là có trọng lượng là 6 ounce thịt cứt. Thì bây giờ trước hết á, là Xuân Hồng sẽ cho cái thịt cứt vào đây, vào cái tô này. Và trong cái tô này Xuân Hồng đã có 1 muỗng canh rượu trắng. Tại sao Xuân Hồng phải có rượu trắng trộn với cứt? Tại vì cứt mà trộn với rượu thì nó tạo ra cái màu rất là đẹp và thơm. Cho nên là mình phải có rượu trắng nha, rượu nấu ăn đó. Và bây giờ Xuân Hồng sẽ khui 2 cái lon cái cơm nếp, cái cơm cứt này ra. Cái thịt cứt, người ta gọi là thịt cứt. Mỗi lon là có trọng lượng là 6 ounce. Rồi, bây giờ Xuân Hồng là khui 2 cái lon thịt cứt này ra, người ta đề là thịt trái cứt. Mình mua 2 lon với trọng lượng là 6 ounce một lon, mà mình dùng cho 3 cup rưỡi gạo nếp nha các bạn. Xuân Hồng sẽ cho thịt cứt ra đây. Wow, cái màu đẹp của đỏ gì? Đúng cái màu đỏ cam đó. Cái màu này sao mà nó tươi, nó đẹp quá. Chính vì vậy người ta thường dùng trong lễ cưới, lễ hỏi như vậy. Rồi bỏ đi nha. Rồi các bạn dùng 2 lon cho Xuân Hồng.
rồi trong này các bạn thấy là có nước lạnh trong này nè, cái nước vang đá ra, Xuân Hồng sẽ chắc bớt cái nước lạnh đi. Rồi Xuân Hồng sẽ cho vào đây là hai giọt màu cam, mặc dù nước nó có màu đẹp như thế này rồi nhưng mà Xuân Hồng vẫn muốn trộn vào hai giọt màu cam để cho cái màu mình nó đẹp, nó tươi hơn. Đó, hai giọt màu cam. Rồi mình trộn đều lên. Xuân Hồng nhắc lại là thịt của trái gấc rồi các bạn trộn với chút xíu rượu trắng, trong này người ta cũng còn để cái hạt cho mình để mình trang trí nè. Rồi các bạn trộn vào đây là hai giọt màu cam. Rồi bây giờ là gạo nếp, 3 cắp rưỡi gạo nếp Xuân Hồng đã ngâm qua đêm để ráo. Bây giờ Xuân Hồng cho vào tô. Rồi bước kế tiếp là Xuân Hồng cho hết cái thịt trái gấc này vào đây, trộn lên. Hồng ơi, em nhiều khi đi chợ em thấy ở ngoài chợ nó không có bán màu cam á. Như vậy thì chị pha màu như thế nào cho nó ra màu cam vậy chị? Ánh Minh nói là nhiều khi Ánh Minh không có màu cam trong gia đình thì làm sao mình dùng cái màu cam, thì các bạn sẽ pha từ màu đỏ với màu vàng. Chúng ta pha một giọt màu đỏ, hai giọt màu vàng thì ra màu cam. Thì em dùng như vậy thì nó phải là màu cam ai cũng có phải không, nhưng mà màu đỏ với màu vàng chắc chắn là mình rất là dễ tìm rồi. Thì em pha những từ những cái màu căn bản như vậy là hai giọt màu vàng, một giọt màu đỏ ra màu cam để mình làm món xôi gấc. Rồi bây giờ Xuân Hồng đã trộn gạo nếp với lại thịt của trái gấc vào đây rồi, các bạn sẽ thấy mình có cái hỗn hợp như thế này. Và nhớ là các bạn thịt của trái gấc các bạn cho hai giọt màu cam vào cho cái màu nó đẹp nha. Rồi bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho tất cả cái số gạo nếp này vào hấp, nhưng mà trước khi hấp Xuân Hồng cho vào nửa muỗng cà phê muối cho nó đậm đà. Các món xôi, món ăn của Xuân Hồng các bạn thấy là rất là đậm đà, thấy không nè. Đó, mình trộn nửa muỗng cà phê muối vào đây và trộn, cũng trộn nhẹ nhẹ để cho nó đừng có nát cái gạo nếp của mình. Rồi bây giờ là bên kia cái lịch sử nước sôi đã sôi sùng sục rồi. Xuân Hồng sẽ nhanh tay cho tất cả cái số gạo nếp này vào hấp. Và sau khi hấp cái xôi gấc này chín rồi, chúng ta sẽ cho những cái vật liệu tiếp theo nữa để mình ra cái món xôi gấc thiệt là ngon. Các bạn nhớ giữ màn hình của đài truyền hình ngày hôm nay của Xôi Lửa Hồng. Các bạn đang cùng với Xuân Hồng làm món xôi gấc trên cả tuyệt vời nữa. Rồi bây giờ là Xuân Hồng sẽ cho vào sỉnh hấp nha. Khoảng 15 đến 20 phút thì xôi gấc chín. Và khi các bạn thử xôi gấc đã chín rồi, chúng ta tiếp tục cho đường cát vào. Nếu như các bạn ăn xôi gấc theo cái kiểu miền Bắc thì người ta không cho nước cốt dừa đâu, phải không em? Không có vị dừa trong đó mà có người ta cho dầu ăn, phải không em? Cho dầu ăn để cái hạt xôi nó bóng bẩy, nó mềm mại, nó có vị béo trong đó là nấu theo kiểu miền Bắc. Còn người miền Nam mình thường thường các món xôi thì lại có nước cốt dừa. Đó, cho nên các bạn mỗi một cái loại xôi là mỗi một miền nó có một cái cách ăn khác nhau, mà các bạn cứ chế biến theo cái khẩu vị của gia đình mình. Thì hôm nay Xuân Hồng nấu theo kiểu miền Bắc và chúng ta ăn với lại chả quế. Thường thường là xôi gấc ăn với chả quế, phải không em? Rồi cái vị ngọt của xôi gấc cũng không quá ngọt, ngọt vừa phải phải thôi, ngọt thanh thoát thôi. Và cái màu phải thật là đẹp và hạt xôi phải mềm, dẻo, béo, có vị béo trong đó. Các bạn chờ Xuân Hồng chút xíu thôi, thì xôi gấc chín Xuân Hồng với các bạn sẽ tiếp theo làm sao để ra một cái dĩa xôi gấc thiệt là ngon. Mà nếu như gia đình các bạn có tiệc tùng giống như là sắp có một đám hỏi của anh trai mình hay là của chị gái này nọ, thì các bạn có thể làm cái xôi gấc này để đãi mọi người, để cho mọi người ngạc nhiên với cái tài khéo léo của các bạn nha. Chờ Xuân Hồng chút xíu. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng với Xuân Hồng làm món xôi gấc. Nãy giờ là Xuân Hồng hấp 15 phút rồi, 15 đến 20 phút là Xuân Hồng nghĩ là xôi đã chín rồi. Và Xuân Hồng muốn nhắc lại sơ qua cách làm xôi gấc là các bạn ngâm 3 cắp rưỡi nếp, các bạn ngâm qua đêm, xả nước cho sạch để ráo. Sau đó các bạn trộn với 2 lon thịt gấc, mỗi lon là 6 ao. Còn nếu như các bạn không mua được lon thịt gấc thì các bạn có thể mua nguyên một trái gấc đông lạnh là có trọng lượng 2 đến 3 pound nha. Rồi cái thịt gấc đó các bạn trộn với lại một muỗng canh rượu trắng và hai giọt màu cam để ra cái màu đẹp hơn, gấc nó cặp rượu nó sẽ dậy cái màu đẹp và cái mùi thơm hơn. Sau đó chúng ta sẽ trộn thịt gấc với lại 3 cắp rưỡi nếp và nửa muỗng cà phê muối, trộn đều lên, sau đó chúng ta đi hấp. Thì bây giờ là Xuân Hồng hấp 15 phút rồi thì như thế này. Wow, cái màu đẹp quá. Đẹp quá các bạn, cái màu xôi gấc thì rất là tươi ha. Màu rất là tươi và các bạn nhớ phải cho thêm 1 đến 2 giọt màu cam cho cái màu nó đẹp như thế này. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ nhanh tay là ăn thử một miếng coi sao.
Mềm mại ngon quá các bạn, ngon lắm. Các bạn không cần cho thêm nước đâu, tại vì trong cái thịt gứt nó đã có nước trong đó rồi. Nhưng mà nếu như các bạn dùng mà gứt trái đó, đông lạnh đó, thì chúng ta nên cho vào đây 2 muỗng canh nước để mình cho cái xôi nó mềm hơn. Còn hồi nãy là mình dùng thịt gứt đông lạnh, thì trong cái thịt gứt khi mà người ta để đông lạnh bao giờ cũng đọng nước trong đó, thì chúng ta không cần tưới nước vào. Rồi bây giờ Xuân Hồng trộn đều lên nè. Khi xôi đã chín rồi thì các bạn mới trộn dầu ăn vào nha. Và Xuân Hồng nấu theo cách là thuần túy miền Bắc là cho dầu ăn chứ không cho nước cốt dừa. Các bạn cho một muỗng canh xới đều lên, sau đó chúng ta cho thêm một muỗng canh dầu ăn nữa. Rồi chúng ta sẽ tưới đều lên. Thì đây là xôi gứt nấu theo kiểu miền Bắc. Hạt xôi sau khi cho dầu ăn vào nó sẽ bóng lên và nó có độ béo của cái xôi và có mùi thơm ngào ngạt của gứt các bạn. Gứt tươi rất là ngon. Đây là gứt đàng hoàng chứ không phải dùng màu để mình giả nha. Rồi bây giờ là Xuân Hồng nhanh tay là cho vào đây là 1/3 khắp đường cát. Nhà hàng Nha Trang được nhiều quý khách ưa thích vì phục vụ nhanh, giá rẻ với những món ăn nổi tiếng như tôm hùm xào, cá nướng, tôm chiên, tôm xào ngọt, nem nướng Ninh Hòa, gỏi cá cầu bóng, cá kho tộ, ốc nhồi, hủ tiếu, cua lồ, cua rang, mì xào đồ biển, bún thịt nướng, sườn nướng, bò lúc lắc, canh chua, bún bò Huế, thịt nướng. Qua nghệ thuật nấu ăn của Xuân Hồng cũng là chủ nhân của nhà hàng Nha Trang, có giá đặc biệt cho party tray với những món ăn vô cùng đặc sắc mà giá rẻ không ngờ. Nhà hàng Nha Trang trong khu Lion Plaza, 408-274-6666. Để có làn da đẹp mịn màng, tươi trẻ, chúng ta phải biết chăm sóc ánh sáng, khói bụi. Xuân Hồng nói lại là sau khi các bạn trộn 2 muỗng canh dầu ăn vào cái xôi gứt, xới đều lên. Chúng ta sẽ cho 1/3 khắp đường cát vào và xới đều lên, rồi chúng ta hấp thêm khoảng 5 phút nữa thôi nha. Và cái xôi gứt là yêu cầu xôi gứt là không quá ngọt. Vừa ngọt vừa phải thôi thì nó mới ngon, tại vì mình phải ăn với chả quế mà, phải không? Và lần đầu tiên làm các bạn phải làm y như Xuân Hồng. Lần thứ hai các bạn nhớ nên thay đổi theo cái khẩu vị của gia đình mình. Ví dụ gia đình mình thích ngọt hơn cho hơn, hoặc là thích ít ngọt đi thì cho ít đi nha. Thì đây là 3.5 cup nếp Xuân Hồng trộn với 2 lon thịt gứt và nửa muỗng cà phê muối hấp chín, sau đó cho 2 muỗng canh dầu ăn và cho 1/3 khắp đường cát. Rồi bây giờ Xuân Hồng đảo đều lên, thấy hạt nếp mình nó bóng, nó thơm, nó hòa quyện với đường với dầu ăn nè. Giờ Xuân Hồng sẽ đậy nắp lại hấp 5 phút nữa thôi. Và sau đó Xuân Hồng sẽ bới xôi ra dĩa. Các bạn có thể ém xôi nước ra những cái khuôn hình hoa hồng, hình trái tim hoặc là hình gì đó mà tượng trưng cho một ngày lễ nào đó. Thì hôm nay Xuân Hồng sẽ ém vào hình trái tim và bày ra một cái dĩa thiệt là đẹp để mời các bạn thưởng thức cái món xôi nước của ngày hôm nay của xôi lửa hồng. Chờ Xuân Hồng 5 phút. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng với Xuân Hồng làm món xôi gứt. Tại sao là xôi gứt? Tại vì cái xôi này mình nấu từ cái trái gứt ra, mình trộn gạo nếp với cái thịt của trái gứt. Thì cái trái gứt á, Xuân Hồng hôm nay không có mua được cái trái gứt đông lạnh về cho các bạn xem. Nhưng mà trái gứt là nó tròn tròn và cái da của trái gứt á, là nó có gai, cái gai nhỏ nhỏ phải không em? Và cái cây gứt á, là nó là dây leo, là thuộc dạng dây leo. Thì ở miền quê ở Việt Nam người ta trồng rất là dễ dàng, cái cây gứt trồng dễ lắm, trồng ở bờ rào. Rồi cái cây gứt này nó leo lên rồi xong nó ra trái rất là xa, nhiều trái lắm. Thì mới đầu trái nhỏ thì có màu xanh đậm. Khi mà trái nó lớn lên từ từ nó chuyển sang cái màu vàng, phải không em? Rồi khi cái trái nó gần chín rồi chuyển sang màu cam. Và khi mà chín rồi là trái gứt màu đỏ âu, một màu đỏ âu đẹp lắm, treo lủng lẳng như là những quả cầu lửa vậy. Và cái người miền quê, các cụ thường hái cái gứt tươi về bổ cái trái gứt ra, thì trong là những cái hạt gứt to to như thế này mà đỏ âu đẹp lắm đó em ạ. Rồi khui những cái hột gứt ra cái tô, rồi sau đó mình lấy muỗng mình tán ra, tán nhuyễn để cái cơm của cái hột gứt nó bao xung quanh cái hột gứt màu đen tuyền đó. Người ta trộn với rượu rồi đó nấu với xôi. Thì cái xôi gứt rất là tượng trưng cho sự may mắn, tại cái màu nó đẹp quá, nó quá đẹp. Nãy giờ Xuân Hồng nấu các bạn thấy cái màu xôi gứt đẹp quá, tượng trưng cho sự may mắn, sự hạnh phúc. Cho nên trong cái ngày lễ, ngày Tết, ngày đám cưới, đám hỏi thì thường thường có xôi gứt. Nhất là các anh mà đi cưới vợ đó nha, đi hỏi vợ đó, thì xôi gứt cái không thể là thiếu xôi gứt được. Bên nhà trai sẽ bưng một mâm xôi gứt như thế này để đi qua cầu hôn, để đám hỏi, hỏi vợ cho con trai mình. Thì cái màu xôi gứt nó tượng trưng sự may mắn mà. Còn người Việt Nam mình Tết Nguyên Đán, ngay cả bên này Xuân Hồng cũng thấy là Tết Nguyên Đán ngày 30, đêm 30, đêm giao thừa, trên bàn thờ lúc nào cũng có một dĩa xôi gứt màu thiệt là đẹp. Có thể ém thành một cái hình nào đó, một cái khuôn nào đó, hoặc là mình tròn để cúng ông bà, để cầu xin một năm mới nhiều hạnh phúc hơn, nhiều may mắn hơn. Mà nói đến xôi gứt, tự nhiên hôm nay Xuân Hồng muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cái xôi gứt như thế này.
là có một cái cô gái ở một cái làng nọ rất là xinh đẹp, nết na, thì bao nhiêu chàng trai đến cầu hôn đều không được hết, ai cô cũng từ chối, là cổ tại cổ sống rất là nết na, cổ không có nghĩ đến cái chuyện cưới chồng nữa, không lấy chồng nữa, cổ cứ sống vậy để mà phụng dưỡng cha mẹ già. Thì có một cái anh ở làng bên, ảnh cũng là một người rất là đàng hoàng, rất là hiền lành. Thì trong vườn nhà ảnh có trồng những cái cây gứt như thế này, mà lúc đó cái trái gứt nó hiếm lắm, người dân cũng chưa có phát hiện ra là trái gứt để nấu xôi mà ngon đến như thế. Thì cái anh, cái chàng trai ở làng bên thì đem lòng thầm yêu trộm nhớ cái người cô gái mà vừa đẹp vừa nết na này, thì ảnh cũng không dám mơ tưởng là lấy được cái cô, một cô như vậy để làm vợ. Nhưng mà một hôm anh ra đồng, anh nhìn lên những cái cây gứt có những cái quả cầu lửa, tức là cái trái gứt đã chín đỏ lắm rồi, thì ảnh chợt nhớ đến, ảnh nói là tại sao mình không dùng một cái trái cây ăn được như thế này, mình chế tạo ra một cái món ăn thiệt là ngon, mình đem mình dâng tặng cái cô gái xinh đẹp kia để lấy lòng cô ta, để động lòng cô ta sẽ nhận lời cầu hôn của mình. Thì anh chàng trai này mới hái những cái trái gứt mà đang chín đỏ âu như trái cầu lửa về, thì anh ta mới chế biến, tức là anh nấu xôi, anh nấu xôi để anh ém thành một cái hình rất là đẹp, đó là hình trái tim. Anh ém thành hình trái tim, anh ém cái xôi gứt thành hình trái tim, sau đó là anh bưng qua bên nhà cô gái để cầu hôn. Thì khi cô gái nhìn một cái dĩa xôi gứt mà hình trái tim mà đỏ âu như vậy thì làm sao mà cầm lòng đặng, mà gặp Xuân Hồng mà ai mà tặng cho mình một trái tim đỏ âu từ một cái quả cầu lửa, từ những cái trái gứt tươi mà nấu thành xôi ngon thơm phức như vậy thì làm sao mà cầm lòng được. Thì cái cô gái nết na và xinh đẹp này cuối cùng đã động lòng trước cái tấm lòng rất là chân thật và rất là cao quý của anh chàng trai, mà đã nghĩ sáng kiến ra dùng những cái trái gứt trong vườn nấu cái món xôi ngon. Thế là từ đó là anh ta với lại cô gái xinh đẹp trở thành vợ chồng và sống rất là hạnh phúc đến răng long đầu bạc, và có hiểu chị, và có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Thì đó là cái tượng trưng cho cái sự may mắn từ cái xôi gứt này ra. Thì hôm nay Xuân Hồng là muốn kể hậu chuyện các bạn. Bây giờ trở lại món xôi gứt là đã chín rồi, bây giờ Xuân Hồng đem ra ém thành hình trái tim và tặng các bạn, chịu không nè? Đã chín lắm rồi, dẻo thơm lắm rồi. Wow, cái màu quá đẹp, rõ ràng nè, công nhận cái màu xôi gứt đẹp thiệt á, Xuân Hồng mê quá à. Mà ăn lại ngon nữa, tại nó có mùi thơm á. Mà các bạn thấy xôi gứt của Xuân Hồng nè, nó mềm dẻo trong cách rất là tự nhiên. Thơm quá. Bây giờ Xuân Hồng sẽ ém vào cái khuôn trái tim nha. Để đây, Xuân Hồng ém vô đây nè. Mình ém xôi gứt qua trái tim thì đẹp lắm, rồi bỏ ra cái khuôn nha. Sau cái show của Xuân Hồng là hy vọng có anh nào muốn cầu hôn với cô nào đó nấu một nồi xôi gứt theo cái công thức của Xuân Hồng, ém thành hình trái tim đi cầu hôn một cô gái nào mà mình thầm yêu trộm nhớ, coi chừng là thành công đó, mà thành công là nhớ phải nhớ ơn Xuân Hồng đó nha. Wow, màu đẹp quá, quá đẹp, màu đẹp quá, màu xôi gứt tuyệt vời, màu tươi quá. Mà xôi thì mềm dẻo thơm phức em hả? Sau khi các bạn ém xôi vào cái khuôn bất cứ hình dạng nào các bạn thích, thì hôm nay Xuân Hồng ém hình trái tim nha, để nó phù hợp với câu chuyện Xuân Hồng kể hầu các bạn đó. Ém hình trái tim cho nó đẹp và nó cũng có cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa gì đó. Và sau đó Xuân Hồng sẽ lấy cái dĩa nè, cái dĩa nào đẹp đẹp một chút xíu, rồi mình sẽ ướp vào đây. Ok, wow, đẹp quá, cho nó nằm đúng cái vị trí nha. Rồi, wow, đẹp quá. Em cứ cái này đi giùm chị. Một trái tim đỏ thắm các bạn, đẹp quá. Chỉnh lại chút xíu nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ anh Minh dẹp cái này đi cho chị nha, để bày mấy cái hạt cứt lên. Trong này người ta có để những cái hạt cứt đó, thì Xuân Hồng sẽ lấy những cái hạt cứt này để bày lên cho nó đẹp nè, để cho biết đây là xôi cứt. Và cái hạt cứt sao màu đen tuyền đẹp quá đi à. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắt chả quế mình bày lên nha. Em lấy chị khăn để lau cái thớt. Xuân Hồng sẽ lo cái thớt cho sạch sẽ rồi mình sẽ cắt chả quế. Xôi gứt phải ăn với chả quế các bạn, cái kiểu của vậy, cái kiểu người Bắc người ta ăn như vậy rồi. Cho nên mình cắt chả quế ra những miếng vừa ăn như thế này. Rồi
hỏi là xôi gứt với lại bánh phu thê không thể thiếu cho đúng hỏi rồi. Bánh phu thê cũng không thể nào thiếu được trong cái món xôi gứt cho lại hương hồng ém là cho đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ bày những cái miếng chả quế lên xung quanh. Đẹp quá, rất là đẹp. Rồi đây là một trái tim đỏ thắm mà Xuân Hồng sẽ tặng các bạn trong cái ngày hôm nay với cái món xôi gứt. Một trái tim đỏ âu. Wow, đẹp quá. Thiệt là dễ thương. Đây, xong rồi. Vậy là Xuân Hồng với các bạn vừa hoàn tất cái món xôi gứt mà thường thấy trong các tiệc hỏi, tiệc cưới, Tết Nguyên Đán. Nhưng mà hôm nay không có tiệc gì hết. Xuân Hồng vẫn muốn tặng các bạn một cái trái tim đỏ thắm như thế này. Và Xuân Hồng hy vọng và kính chúc cho tất cả các bạn là lúc nào cũng có một trái tim thắm đỏ chứa chan tình yêu thương đối với mọi người xung quanh mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều đã theo dõi Sư Lửa Hồng. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái muỗng và ăn thử cái nước ong như thế nào. Xuân Hồng tin chắc là các bạn và gia đình sẽ thích cái món xôi gứt của ngày hôm nay. Nhất là Xuân Hồng lại ém vào một cái trái tim đỏ thắm như thế này. Bây giờ Xuân Hồng với Anh Minh sẽ ăn thử rồi nói cho các bạn nghe là cái vị xôi gứt của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Bảo đảm ngon lắm, tại Xuân Hồng đã nấu bao nhiêu lần rồi. Mà ăn xôi gứt là phải có chả quế phải không em? Giờ Xuân Hồng ăn thử một miếng nha, em ăn thử một miếng với chị cho vui nè. Đây là mình kêu bằng lấy muỗng sắn cái trái tim này cũng đau lòng lắm nhưng mà phải sắn ăn thử. Rồi ăn một miếng xôi gứt không coi sao. Ngon quá, mềm dẻo, vị ngọt rất là vừa phải mà thơm ấy, là thơm của mùi gứt. Bên tay này mình sẽ cầm miếng chả quế mình ăn, cầm bằng tay ăn nó mới ngon các bạn. Cắn miếng chả quế tay vừa dẻo mà rất là thơm mùi gứt nữa. Ăn với chả quế với xôi gứt hợp quá chị hả? Ngon tuyệt vời. Bên này ăn miếng xôi gứt, mình lại cắn miếng chả quế. Ngon quá. Rất ngon các bạn. Không biết làm sao xôi gứt ăn với chả quế nó hợp nhau ghê lắm. Mà cái xôi gứt của Xuân Hồng ngày hôm nay nó không quá ngọt, nó ngọt vừa phải, nó thanh thoát, hạt nếp thì mềm mại, thơm ơi là thơm. Mà đặc biệt cái màu rất là đẹp, mặc dù Xuân Hồng cho có một hai giọt màu cam thôi. Xuân Hồng cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, đã theo dõi cái xôi gứt ngày hôm nay, đã ủng hộ đơn vị bảo trợ duy nhất cho Cooking Show của Xuân Hồng, đó là nhà hàng Nha Trang. Các bạn ủng hộ Xuân Hồng đông quá, Xuân Hồng cảm ơn các bạn nhiều và hứa với các bạn là càng ngày cái show Lửa Hồng càng hay hơn, càng giới thiệu với các bạn nhiều món ngon hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong show Lửa.